Rồi xin chào các anh em ha. Hôm nay giới thiệu tới anh em là bộ motor cổng mở cho cửa là mở 180 độ. Này là cổng mở hai cánh. Thì có một số anh em á thì khi mà mua cái motor cổng tay đòn, mua motor cổng âm sàng á dành cho cái cửa mở hai cánh á, từ những cái đơn vị khác á, thì về là không biết cách lắp đặt ha. Thì có gọi điện mình, có liên hệ mình để hướng dẫn, bên mình cũng đã hướng dẫn chỉ rất là nhiều ha. Thì ở đây mình khuyên mấy anh em á, mà mấy anh em thợ sắt mà mới vào nghề á, hoặc là những anh em thợ điện hay mấy anh em bên xây dựng á, thì mới vào nghề á, thì mình lắp đặt cái bộ motor hai cánh bánh xe, motor con rùa bánh xe, cái bộ mình đang quay cho anh em xem nè đó, thì nó rất là dễ lắp đặt mà nó lại rất là bền đó ha. Thì đây mình sẽ nói một số ưu điểm cho anh em nắm ha, là ở cái bộ này là bộ dành cho cái cổng mở hai cánh, có hai chế độ là chế độ đóng mở hai cánh ha và chế độ đóng mở một cánh ha, rất là tiện cho việc đi xe hơi hoặc là đi xe máy hoặc là dành cho người đi bộ rất là tiện. Cái thứ hai là nó có thể mở được tới 180 độ tùy ý mình chỉnh ha. Mình có thể muốn mở góc rộng cỡ nào thì mình sẽ dùng cái cục 500 hành trình mở á, mình sẽ đóng cái cục 500 xuống mặt nền á, là tới cục 500 nó sẽ dừng lại ha. Cái thứ ba là đóng lại á, là nó có chế độ khóa luôn, nó hơn cái motor tay đòn với motor âm sàng á, là nó, motor này á, là nó có tích hợp sẵn ở trong motor là chế độ là tự động khóa, là cái bát mà mình gắn xuống mặt nền á, khi anh em đóng lại thì cái motor nó sẽ có cái móc khóa, nó móc trong cái bát inox á, là nó sẽ khóa lại ha, là cái cổng nó sẽ chống trộm được rất là tốt. Cái thứ tư là lắp đặt một cách rất là dễ dàng luôn ha. Trước khi gửi hàng cho anh em thì bên mình là có hỗ trợ đấu nối cài đặt sẵn, là dây điện đấu nối sẵn cho anh em hết rồi mình mới gửi hàng đi. Về hai anh em á, về mấy anh em thợ chỉ việc là gắn cái bát này lên trên cái cánh cửa cổng thôi, rồi xong mình gắn cái motor vô ha. Thì nếu mà anh em nào mà quan tâm tới motor cửa cổng á, thì chỉ cần xem hết cái video này thôi là anh em đã biết cách lắp đặt rồi. Bởi vì cái phần điện motor là mình đã đấu sẵn cho anh em rồi, về anh em cứ y chang vậy anh em gắn lên thôi ha. Còn lưu ý là trước khi mình khui hàng ra thì mình nhớ quay phim lại ha, chụp hình lại xem á, cái phần điện bên mình thợ đấu như thế nào thì tới chừng mình có tháo ra như thế nào thì mình sẽ đấu lại y chang như vậy. Rồi mod thì mình cũng cài đặt sẵn vô trong cái phần motor luôn rồi ha, cánh mở trước chứ cánh mở sau mình cũng ghi chú sẵn luôn đó, thì mình đã làm sẵn hết cho mấy anh em. Anh em nào mà quan tâm tới sản phẩm thì nhớ coi hết cái video ha, là mình sẽ lắp đặt được một cách rất là dễ dàng. Thì cái cửa này á, là mình có thể lắp cái motor này, mình có thể lắp được cho cái cửa hai cánh và cửa bốn cánh đều được luôn nha. Ở đây trường hợp cái cửa này là cửa bốn cánh nè, giờ khách nó muốn lắp motor thì bên kỹ thuật bên mình nó hàn cái cửa bốn cánh này thành cửa hai cánh để lắp đặt. Còn trường hợp mà cái cửa anh em mà là cửa bốn cánh mà anh em muốn giữ luôn cửa bốn cánh đó ha, là lắp đặt anh em vẫn lắp đặt một cách bình thường ha, lắp hai cái motor vô trong cái hai cái cánh bên trong rồi làm cái máng xếp trượt cho nó nữa. Thì anh em có thể tham khảo mấy cái video mà mấy cái cổng mà bốn cánh xếp trượt á đó. Còn cái motor mình chỉ gắn hai cánh vô trong là xong. Ngoài ra thì bên mình còn có những loại motor cổng lùa nữa ha. Motor cổng lùa là đủ loại, nhiều loại lắm, motor của Đài Loan, của Ý. Thì anh em liên hệ số điện thoại của nhân viên bán hàng á, 0962548139 nè, để được hỗ trợ tư vấn gửi bảng giá cho anh em. Anh em nào quan tâm tới cái giá tất cả các loại motor cửa cổng, khóa vân tay, rồi motor cửa phòng, rồi cửa kính tự động thì anh em liên hệ bán hàng á, để nhận cái giá sớm. Thì cái số điện thoại mình đang để trên màn hình là số này có là sử dụng Zalo, xài Zalo luôn ha. Thì cứ kết bạn Zalo để nói bạn gửi cái báo giá cho anh em, báo giá thợ nha. Thì anh em sẽ được nhận được cái bản báo giá tốt nhất. Còn cái phần điện này lúc mà mình đi thì mình sẽ cắt nền để mình âm cái phần dây điện xuống. Thì anh em có làm giống như cái trong cái video mà mình hướng dẫn cho anh em nè. Về cái phần cái motor con rùa bánh xe này nè thì nó sẽ dễ lắp hơn cái motor tay đòn, mà nó xài bền hơn motor tay đòn với motor âm sàng nhiều lắm. Tại vì motor âm sàng lắm là motor nó chôn với lòng đất, nó độ ẩm, nó còn anh em phải làm thoát nước cho nó kỹ nữa thì nó mới xài mới bền được. Còn không thoát nước mà không tốt á, nó bị nghẹt á thì motor nó lâu ngày nó cũng bị hư ha. Còn motor tay đòn á thì gió nó giật 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 cái cánh tay nó giữ á, thì lâu ngày cái phần bên trong motor tay đòn nó cũng bị hư. Thì cái trường hợp đó cái motor tay đòn á, thì mình đánh giá là nó, nếu mà cái loại tốt á, thì nó xài được khoảng tầm 7 năm 8 năm, còn cái loại mà rẻ tiền á, thì nó xài khoảng được tầm 3 năm 4 năm. Còn cái loại motor bánh xe con rùa này á, thì mình nghĩ tuổi thọ nó xài phải được cả chục năm lận, cho nên anh em yên tâm sử dụng, nó rất là ít bị trục trặc ha. Mặc dù cái giá hiện tại giờ mình đang bán cho anh em thợ giá rất là rẻ luôn ha, tại mình nhập về số lượng lớn bán được giá tốt, thì mình cũng bán cho rất là nhiều anh em đại lý. Mấy anh em thợ cửa sắt mà không biết làm motor cửa cổng á, thì từ khi mình bán cho mấy anh em đó rồi mình có cho kỹ thuật hỗ trợ hướng dẫn lúc mà lắp đặt nữa thì giúp cho mấy anh em cửa sắt lắp đặt một cách rất là dễ dàng ha. Thì bên mình có hai cái sản phẩm là mình thấy anh em cửa thợ cửa sắt mà chưa lắp đặt bao giờ thì họ lắp đặt rất là dễ dàng, đó là
motor cổng mở hai cánh nè, là motor con rùa nè, và cái loại thứ hai là motor cổng lùa IH. Thì thấy mấy anh em rất là chuộng cái motor cổng lùa IH bởi vì lắp đặt nó rất là dễ ha. Thì cảm ơn anh em là trong thời gian qua là luôn luôn ủng hộ là công ty Thanh Phong. Thì anh em nhớ bấm đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều cái, cứ lâu lâu là bên mình sẽ có giảm giá đó. Thì anh em nào mà có đăng ký kênh của mình rồi thì sẽ cập nhật được những cái giá mới của mình. Ví dụ như là sắp tới là cái motor cổng lùa IH mình sẽ giảm giá nữa nè đó. Rồi sắp tới nữa thì cái cửa kính tự động mình sẽ giảm giá nữa nè. Rồi sắp tới thì mình cũng có những cái phụ kiện remote, hoặc là những cái bộ đóng mở cửa bằng điện thoại, hoặc là những cái camera mà để quan sát khi mà đóng mở cổng á, thì mình cũng có giảm giá hơn, càng ngày giá sẽ càng giảm. Bên nhà cung cấp người ta giảm giá cho mình thì mình sẽ là giảm giá cho anh em. Thì anh em nào bấm đăng ký kênh á, thì sẽ nhận được, sẽ cập nhật được những cái giá mới nhất, sớm nhất. Rồi cảm ơn anh em ha, rồi xin chào, hẹn lại anh em ở clip sau.